Chào các bạn. Tình hình là khoảng một năm trước mình đã từng làm clip người cuối cùng ngừng ăn sushi, nhưng mà có khá là nhiều bạn phản mới hay sao, bạn mình thấy vẫn còn nhiều comment khi mình yêu cầu làm lại ăn sushi. Nên hôm nay quyết định là mình sẽ tiếp chia các bạn luôn, làm lại cuối cùng ngừng ăn sushi, nhưng mà lần này chơi đông hơn nha bạn. Và tụi mình quyết định là lần này đã chọn quán khác, đây chính là quán Shinsekai. Quán sushi rất là nhiều món lạ hơn quán trước rất là nhiều luôn. Nói chung bạn nào muốn ăn trải nghiệm sushi thì cứ việc theo địa chỉ thôi. Và đầu tiên trước khi bắt đầu chơi thì mình sẽ giới thiệu sơ cái dạng nhân vật mình mới vừa tuyển từ Isekai với bạn. Đầu tiên là đây là Tú ở đầu đầu giang. Gì bạch kim á? Thế là bạch kim hả? Đúng rồi anh. Không đi còn bị lù quá luôn rồi. Còn đại sao em? Konnichiwa, watashi wa Isdai, watashi wa Bình Dương. Còn bạn này tên gì mình giới thiệu? Dạ, mà mình tên là Phúc, mình đến từ Tây Ninh. Mình là Thịnh. Từ Game Ma Sói nha bạn. Còn bạn này? Em tên là Cát, em đến từ Cần Thơ. Em là nhà Thiên Tri, hôm nay em xin tiên đoán nhà em dễ nhất. Gây mẹ anh đây. Mình tên là Đậu, mình đến từ Cần Thơ. Cần Thơ. Tên là Nhi, đến từ Hóc Môn. Mình tên là Huy, mình đến là Thủ Đức. Mình tên là Thủy, thì lần này mình quay lại mình xứ lạ hơn xưa. À, bạn này là bữa sushi phần 1 là có tham gia bạn ăn ba chén một nữ hàng sushi gì đó. Hôm nay là quyết đến cả hù nha. Và bạn cuối cùng. Mình tên là Ngọc, mình đến từ Bến Tre. Bến Tre. Ok, chúng ta vừa mới có một màn giới thiệu xong rồi các bạn. Và lịch chơi của người cùng người ở sushi rất là đơn giản. Ở đây mình có một cái hộp phiếu có 46 lá phiếu. Và vẫn như tập trước mình sẽ chơi nhân phẩm, bóc vào về thì cứ việc ăn món đó, hoặc là có những cái lá may mắn gì đó trong đây thì làm heo thôi. Và người nào mà no quá hay là xui quá gì đó thì đứng dậy đi về, người cuối cùng còn trụ lại sẽ thắng giải thưởng 10 triệu nha bạn. Vừa ra sushi mà vừa lụm 10 triệu nữa thì vậy mới đã chứ. Đúng. Và chắc là lấy đi first để bóc trước mình lời hơn á, tại vì những cái lá nhân phẩm nó chỉ có phải 10 lá thôi. Những tụi đó mà bóc hết lá nhân phẩm là mình không còn nhân phẩm, là mình chỉ cần ăn và ăn luôn á. Và nhường cho bạn này bóc trước nha. Chúng ta xem có cái món gì đây khai trương. Tớ mẹ ơi, nhân phẩm cực kỳ luôn. Chúng ta sẽ có là sushi tổng hợp 199k. Bạn Ngọc hả? Rồi, lá nhân phẩm nha. Đây mình để đây, mình sẽ đọc cho bạn nha. Đây là cái lá thử thách. Gọi là mình sẽ nhắm mắt rồi mình khoanh tay lại, sau đó mình đứng một chân á. Nó đơn giản vậy thôi. Tức là mình sẽ nhắm mắt rồi khoanh tay, đứng một chân như vậy. Nếu mình đứng được trong 15 giây thì mình sẽ được uống một loại nước. Còn nếu như mình thất bại thì mình uống 2 ly nước. Vậy thôi. Đây là một cái lá thử thách thôi bạn. Thử thách đó là có nước uống thôi. Bây giờ bạn sẽ khoanh tay lại như vậy, đứng một giò trái, giò phải cũng được. 15 giây, nhắm mắt nha. Đặc biệt là lắc qua lắc lại thì được, chứ không được nhích cái giò lên là không được. Yeah. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Không được. Rồi, thất bại các bạn ơi, được 4 giây. Sao kỳ á, anh đứng được tới 20 giây nữa các em. Vậy là khả năng thăng bằng còn kém á, nhà đứng như vậy các bạn. Chưa nãy giờ được 5 giây thấy không? Sao? 20, tội 30 giây luôn rồi. Đủ rồi. Vậy là bạn được 2 ly nước. Cho cái menu nước nè mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ order bằng cái máy tính bảng các bạn. Trong đây có nước, đồ ăn rất là nhiều. Rồi ok, bạn chọn hai món nước, món nào cũng được. Nước suối cũng được, nước đâu nhất thiết uống nước ép đâu. Bấm vô thêm vào giỏ hàng. Một món nữa. Nước ép bưởi. Rồi. Ok. Rồi, tiếp theo bạn này. Mới vừa được 2 ly nước luôn rồi, quá đã. Rồi, chúng ta có cơm cuộn cầu vồng. Tiếp luôn. Chúng ta sẽ có sushi cá hồi sốt cay nha bạn. Rồi, tiếp luôn. Mình cứ bạch qua. Đây là một cái lá nhân phẩm. Chính là mình được phép xem cái menu và chọn hai món giống nhau và kêu một người ăn cùng. Rồi, menu. Rồi. Nói chung là trong video là món nào dưới 100k thì bạn cứ việc mua hai món giống nhau. Và bạn muốn ai ăn cùng? Hai món hả? Ha. Một món nhưng mà đặt hai phần. Dạ. Một món đặt hai phần. Dưới 100k xong 2k rồi, ok bấm. Rồi.
Và bạn muốn ai ăn cùng? Muốn bạn Đại ăn cùng đi. Muốn Đại Nani Nani bạn Đại nãy khen đó buồn. Rồi tiếp luôn. Chúng ta sẽ có Capaccio cá trắng 189k. À, chúng ta cứ việc mở cái lá hâm ra đây và mình đọc luôn nha mọi người. Đừng có đọc, có người đọc dùng. Rồi, qua lượt. Rồi, chúng ta có cá hồi tái cuộn 129k phần. Vậy là Đại được 2 phần nữa Đại ơi, ngon rồi Đại ơi. Một con cá ngừ đã dư cũng lâu. Rồi, sushi cá hồi 49k. Và cuối cùng là Tú đầu cắt voi. Để em lựa nha. Hình như có mặt cao thì 2 cá em. Chỉ định một người hiệp lượng. Em muốn ai hiệp lượng? Ai hiệp lượng à? Em thấy mà ai ăn khỏe thì em chỉ thôi. Dễ mà em. Dễ mà. Nếu mà em thấy anh là những tập trước bạn nữ quen sushi ăn quá chừng ăn luôn anh. Ăn mà không ngừng nghỉ. Với lại bạn nó uống nước không mà nên là chắc phải cần đồ ăn á. À, bạn nó được 2 ly nước nên giờ em muốn cho đồ ăn. Đúng rồi anh. Ăn rồi uống nó mới ngon à. Nói chung là Tú thì nó không biết hư ba tiếng đọc gì đâu, bạn lộ má cho vui mà hắn khô gì chú ăn sushi đúng không? Em đau lòng quá Tú ơi. qua lượt rồi. Rồi chúng ta có combo cuối đậu 119k. Rồi lên món thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái món sushi tổng hợp 199k. Ta sẽ có một cái bệ đá cổ, bên trên có rất là nhiều sushi, cá hồi, cá gừ, tôm, trứng cá trích, thịt tuột luôn các kiểu. Wow. Với 199k thôi. Và bạn trải nghiệm thử món coi ăn ngon không? Ủa, quá trời quốc cục. Công cụ. Ngon lắm. Ngon lắm. Do vòng đầu không có thời gian nên cứ từng người review bỏ máy các bạn. Rồi tiếp theo là bạn Thủy với combo túi đậu 119k. Túi đậu thì sẽ có là cái này đó các bạn. Là cái vỏ đậu hũ á. Sau đó bỏ mấy cái cá bơ đồ cái kiểu lên. Và chúng ta phải ăn cái này nhưng mà không cần cái bông. Chỉ cái món trang trí là không cần ăn, chỉ là cái bông là không cần ăn. Và bạn đó không vượt qua được thử thách nên được thêm 2 ly nước. Rồi mình thử một túi đậu coi. Cái túi nó kìa. No à. Ok. Đứng ngoài sushi rồi bạn. Ok chứ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cơm cuộn cầu vồng 99k. Cơm cuộn cầu vồng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 mới đúng như vậy là 8 thôi. Nhưng mà là cơm cuộn cầu vồng là vậy á. Bạn thử thức coi. Tại mới ông ăn cục rau kìa. À mời mọi người. Nai sừ hả? Tiếp theo là sushi cá hồi xúc cay 39k, có 2 cục bé tí như vậy thôi bạn. Chúng ta không có ăn cái lá tía tô với lại cái bông này nha. Nhưng bạn thích thì cứ việc ăn. Ok, ăn được. Cá hồi xúc cay, vì biểu hữu cái đó mùi nó như thế nào mình chưa ăn bao giờ luôn á. Cay không? Cũng ngon không? Ngọt ngay hả? Ngọt ngay. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có chọn một món tomato và bạn lại chọn cái món cá hồi nướng cá trái gì đó bạn và Đại được cá giống như vậy. Rồi ok, thưởng thức không bạn? Rồi em mời anh. Anh có ăn đâu mời anh ta. Anh nhạy cảm với cái từng lời đó, đâu khi mình nhìn nó ăn mình mời. Ngon lắm. Cá nước. Ok, anh mời em ăn nha. Ok, tiếp theo là Capa Sido cá trắng 109k. Và với cái món này thì bạn khác phải ăn hết cái rau rán này luôn nhưng mà không cần ăn cái bông. Cái bông một tí màu vàng. Ủa không chấm gì hết luôn hả?
Rồi phát công chuyện hay gì rồi. Em không biết anh gì. Oh what the hell. Em ghé trước lấy lợi thế. Oh. Bạn không? Ờ thôi, mình ghi nhận được tấm lòng của Cát. Nhưng mà dạ, phước, ngon. Phước ai nấy hưởng đi Cát. Ủa là sao ta? Là biết ăn sushi không? Dạ không. Ủa chứ sao tham gia chương trình ăn sushi kìa? Em tham gia góp vui ạ. Ồ, nói chung là khách mời thì mình mời random thôi bạn. Bạn đó chơi được thì chơi thôi. Dạ nhưng mà em bên này em có team liên minh, team Cần Thơ ạ. Đây, em phó thác hết cho anh này. Có gì ăn tiếp? Nói chung là đại khái là bạn đó được mình gặp random trúng và chơi góp vui với bạn. Không sao, chơi vậy biết người khác mới có cơ hội thắng chứ ai cũng mạnh hết, chơi gì nữa. Đúng, đúng. Rồi, tiếp theo là bạn Thịnh Má Sói. Sao ngay dở thế em? Đợt trước bị loại sớm, nay nhân phẩm tốt hơn. Sao Tú? Nó qua lượt không gọi đó Tú. Anh nấp em không thấy nên là em chỉ chị kia em. Vậy à? Giờ em cảm thấy rất là hối hận luôn á anh. Nãy nấp gì hả? Đúng rồi, nấp à, cứ ai mà vô cái chỉ định là hừ là nấp của bạn. Nấp, chị nấp vàng nè, xấu nè, tìm việc đó Tú ơi. Em phải tìm việc rồi. Rồi, tiếp theo là cá hồi tái cuộn 129k. Cá hồi được tái sơn và chúng ta không cần ăn cái bông này nhưng mà thích thì cứ việc ăn đó. Ok, mời bạn review cá hồi tái cuộn là gì. Ủa bạn đó thì ở trong cái sống bạn ơi. Dạ ông lấy tay ông hứng luôn kìa. Có còn nho với cái mặn này nó còn cải. Dạ nó có hậu hậu đắng ngon. Ngon hả? Dạ ok. Bạn sushi được không? Dạ được anh. Ồ vậy chứ bạn. Rồi, tiếp theo là đại thì sushi cá hồi 49k với lại món cá nướng của bạn kia chỉ định cho em. Dạ. À, chúc em một ngày vui, hưởng thức em. À, anh nghĩ là em ăn cá hồi trước. À, nguyên cái phần này nó có lá chuối đi em hết thì hơi ăn. Hay không luôn. Chấm cái wasabi đó em. Vì rung dưới ba, biết ăn sushi không? Biết anh, người ta đã kìm áp. Tôi cảm thấy rất ngon. Rồi Tú ăn không khí rồi cùng. Nó vô lá chỉ định nữa được ăn không khí các bạn. Ok, nói chung là chúc mọi người một ngày vui và ngon miệng. Thưởng thức đi mọi người. Wow, tham gia một khi ăn sushi nhưng mà không biết ăn sushi mà bạn đó quyết định là ăn hành. Ăn hành luôn, đúng là ăn hành luôn, nghĩa đen và nghĩa bóng luôn các bạn ơi. Oh my god. Tỏ rồi ta, tỏ sẽ cầm bông với Tòn. Tòn đây anh ơi, không biết ăn sushi thì phải đi cầm bông các bạn. Buồn quá. Nói chung là lính đen lính mình lần nào ăn sushi kém thì sẽ làm cái kiếp với các bạn. Tốn cây sushi không Tốn? Biết chưa. Trời, ông vô sushi cũng nhiều quá. Đại biết ăn sushi vậy? Biết anh không? Ăn cùng đây quốc chẳng hạn cái gì á. Giúp. Bà chấm bài bản mà anh. Chấm đó. Cho bạn cái khăn giấy. Rất ngon. Rồi để trên mắt thời gian với lại cái vòng đầu này nó không tính thời gian các bạn nên cứ không khả ăn. Và mình sẽ cho bốc thăm luôn. Và đảo vòng Tú trước. Nãy em chưa ăn gì hả Tú? Đúng rồi. À ghé bốc vô cái combo mùa xuân mùa hè gì đó mà 199k em ăn phơi lắm em. Gán em. Em nghĩ là không nên đâu. Em mới hay qua đầu em có dựng nhân phẩm em nó giảm em. Thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ có lá là người bên trái và bên phải của bạn qua lượt loại bỏ tất cả món ăn nếu có. À, các bạn hiểu là bên trái và bên phải hay cái kiểu là đại là bên gì của em bên phải đúng không? Và bên trái của em không có ai hết đúng không? Là chúng ta sẽ chơi đảo qua bạn nữ với mình kia cho bạn nữ cuối cùng là bạn đại và bạn nữ ở cuối cùng bên kia không cần bóc. Em hay không chị? Rồi tiếp theo bạn này đó là một lá hầm một bọc ba người vui các bạn tự chọn một loại nước uống mới đâu. Rồi bạn cứ chọn một loại nước đặt hàng luôn nha. Rồi tiếp theo là bạn Thịnh Sói gian xảo đúc nè. Thịnh là chủ yếu vô đây ăn no về thôi chứ cũng không có đặt mục tiêu giải thưởng gì hết nha các bạn. What the hell? Chỉ định một người qua lượt. Chỉ định một người qua lượt. Đúng rồi, em muốn ai qua lượt?
Thôi bà giơ tay, bà giơ tay kìa. Em muốn bạn nữ hoàng. Nữ hoàng xin qua lượt. Ồ, anh thích đó em, anh thích. Em có vợ mà em. Em có vợ mà kỳ vậy. Quá rung kìa. Anh vô tụi si cho nữa. Rồi, có tiền rồi. Rồi. Chúng ta sẽ có sushi cá hồi và trứng cá hồi 89k. Tiếp theo bạn là nãy mới ăn món nướng đâu, đâu phải là sushi đâu. Rồi chúng ta có một cái phần bụng cá hồi. Làm cái này cực lắm bạn, phải quỳ gối chứ gì là khách hàng là thượng đế. Random một người qua lượt. Chúng ta sẽ có một cái dòng random nhé bạn. Và vào người nào người đó sẽ được qua lượt và mình bấm luôn cho dễ nha. Bấm. Rồi mình vừa mới giảm độ sáng các bạn và chúng ta được bạn Hậu. Hậu là bạn nào ta? Vậy là bạn này bỏ cái bụng cá hồi nha mọi người. Ok. Rồi bụng cá hồi đem ra ngoài. Hơn vậy. Rồi tiếp theo. Để được mời mọi người. Cơm cuộn cá hồi và phô mai 139k. Bạn Hủy đúng qua lượt. Hai bạn qua lượt luôn. Qua cái dòng này toàn là nhân phẩm không mọi người ơi. Ok, lên món. Rồi sau gần 10 phút thì cái bệ đá cổ nó còn lại một con cá gì chứ. Sao nhiều, bạn rồi? Nhiều quá. Nhiều quá hả? Tử không no, nó không tưởng vậy đó bạn. Bệ đá cổ mà đâu phải bình thường đâu bạn, vừa ăn vừa hồi máu mà. Rồi, dòng này là Tú Đại qua lượt, bạn nữ cuối cùng bên kia qua lượt. Bạn bên đây tự chọn một loại nước uống thì bạn nó quất ly trà đá Nhật Bản 19k. Tì heo. Thì ra là có dịch trà đá nữa các bạn. Chúng ta sẽ có qua lượt sushi cá hồi và trứng cá hồi. Và bạn này hình như là không biết ăn sushi. Mới vô mà chưa ăn sushi mà tăng hủ mình chiếc cái món này là cay lắm quá, thử cái coi. Em áp lực quá. Cái bông này hỏi ăn có hơi gấp ga, nếu bạn thích thì thôi ăn. Oh my god. Cái cá hồi đó thì nó cắn nó, cái nó bởi ra, cái nó hòa mùi. Nó mặn xong rồi nó béo tăng. Xong rồi nó tanh. Rất nhiều mùi vị luôn á. Ăn thử nguyên cục luôn cho cảm nhận. Dạ. Ngon lắm nè. Vô miệng. Mình bị sốt chứ bạn. Ngon lắm nè, vô miệng. Từ bé nữa em chưa bao giờ ăn một món mà ngon như này. Hợp thịt. Nè đứt tơ, sốc vậy đứt tơ. Ok. Cảm ơn. Ôi, cứ ăn đi anh, tôi còn coi em ăn mà. Ồ, hút nước tương luôn kìa. Ồ, mấy con. Quá luôn kìa. Ồ. Cảm ơn, ngon, vẫn ngon ạ. Perfect. Perfect. Bây giờ. Rồi, qua lượt. Qua lượt và bạn này được cơm cuộn cá hồi phô mai nha bạn, 139k. Chúng ta sẽ có 8 hứa cơm cuộn cá hồi. Bạn này biết ăn sushi rồi. Itadakima. Được. Bơ vẹt không? Ngon. Ngon. Chỉ các bạn bên đây là bơ vẹt thôi nha. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi bạn cá ăn khi cái cục cá hồi này nữa rồi bốc thăm nha các bạn. Tại dòng này chỉ có 3 người ăn thôi. Thật ra thì cái trứng này nó dễ ăn hơn là cá hồi. Tại vì nó dai quá, nó nhai nó cứ kiểu nó không tan hết á. Cá hồi thạch xanh. Hả? Cá hồi xanh. Gãy lên, cục cuối cùng. Coi chừng có khi là xong clip này là bị nghiện sushi luôn á. Rồi, vậy chúng ta đến lượt tiếp theo luôn các bạn ơi. Xin mời. Rồi, chúng ta sẽ có sò đỏ Nhật 79k. Wow, cá tích ép trứng 59k. Cơm cuộn bò 89k. Cá sa ba ngâm giấm. Chúng ta sẽ có
chỉ định một người qua lượt nhưng chỉ được phép chỉ định những người chưa từng bốc thăm, tức là tiếp bên đây là không phải chỉ định tiếp bên đây dù qua bạn hit ai qua lượt được không cho ấy về luôn đi. Trời ơi bị pét bớt phải anh thấy chưa hạnh ra lan rồi vậy đó hạnh anh gì này là gì không được rồi cho anh cho chị ấy về. À người bên trái và bên phải của bạn uống nước, em sẽ chọn hai ly nước giống nhau cho bạn này và bạn khác mới đúng. Rồi em cứ chọn một loại nước nhưng mà chọn hai ly cho hai người hai bên của bạn ha. Ok rồi cái này rồi hào cốc tay hào cốc tay giúp em hào sữa hào mà uống cốc tay address cái gì đây tướng thấp. Cá hồi sốt chanh 99 gà. Rồi lên bóp. Rồi tình hình là chúng ta có phát biểu với các bạn. Hả? Đó chính là bạn bên đây. Mình sao hả? À... Cô bác cũng nó béo, nó ngán quá. Ngon lắm. Nhưng mà nó bẹt, nó ngán quá. À nói chung là giờ hết ăn nổi rồi. Đúng rồi, hết ăn nổi rồi. Ờ, gờ gờ. Rồi bạn có phát biểu gì với cái cuộc chơi hôm nay không? Với là người đầu hàng đầu tiên. Mình tưởng là bạn cát chứ. Không, mình tới là trước mắt là tinh thần là vui đó, chứ biết là ăn không lại đâu. Ở đây ai cũng giữ chùm không mà tham gia giao lưu, tham gia giao lưu rồi lên cơ hội lên giao lưu với mọi người. Ok, cảm ơn tham gia chương trình ha. Chúc mọi người hả? Chúc mọi người một ngày vui. Cảm ơn. Tình hình là tự nhiên bị chạm điện hay gì cái cụm điện các bạn không cảm nha, nên ánh sáng nó hơi đèn mờ một chút. Nhưng mà đồ ăn vẫn lên. Đầu tiên chúng ta sẽ có sò đỏ Nhật. Ăn 3 miếng sò với lại mớ cải mầm này qua dầu. Ok, thử thức thử bạn. Sò đỏ Nhật mình chưa bao giờ ăn nó luôn. Em chưa bao giờ thử. Để em trải nghiệm đó. Review chắc hả? Ừ. Nãy em tưởng nó dai, bây giờ nó sẽ giòn nha. Giòn ngọt. Giòn vào. Ờ, dễ ăn, cái này dễ ăn nha. Có tanh không? Dạ không. Rồi, tiếp theo bạn Thúy, bạn Thủy là cá trích trứng. Thử hết luôn. Chúng ta phải ăn hết cái mớ gọng nhò đó nha. Có tanh không? Ừ. Nó giòn, nó có tiếng trứng kêu. Trứng bẻo. Nó rọt rọt chứ. Nhẫn. Rồi, tiếp theo là cá sapa ngâm giấm. Theo như bạn nhân viên nói thì cá này chúng ta sẽ ăn với lại hành, với lại cái miếng gừng. Ủa cái đó như trong biển á. Ờ, hết ăn rồi. Ăn đỡ tanh. Cá sapa. Sapa chứ phải là sapa. Tanh lắm. Rồi bạn này thì chỉ định một người qua đường là không ăn. Còn bạn cát thì được hạnh đó hạnh. Biểu diễn cho ly nước. Soda chanh. Rồi. Em uống nha. Ừ, uống hết luôn chứ bạn uống càng lâu thì nó càng tan đá. À. Uống một hơi luôn thì lời. Nước này giải nhiệt khá là tốt cho cái mùa nắng nóng, đặc biệt là cúp điện. Này nước ép cá hồi. Vậy? Em vẫn nghe mùi cá hồi. Hả? Nước ép chanh ba. Ba cá hồi xong không biết nộng luôn rồi. Rồi anh ăn gì anh? Ăn không khí anh. Ủa em vẫn chưa thay đao nữa. Chưa luôn, nãy giờ em rất đói luôn á, bụng sôi rùng rột rồi nè mà chưa được ăn nữa. Cái đũa nó bọc lần là chưa lấy ra luôn á. Còn bạn này thì được kế bên thịnh thì được ly giống như bị cát. Nhưng mà có một món rất là tuyệt luôn, đó chính là hào cốc tay. Chúng ta sẽ có con hào sống, cái trứng, cốc nho. Ok. Phú Bình, anh nghĩ nãy này em hút một lần luôn. Hút hết luôn nha. Ừ. Với con hào sống. Cốc tay hào. Nó mặn mặn, nó không có tanh. Ừ, cái trứng thử coi. Trứng không tanh luôn anh, ăn ngon. Có nước uống nữa kìa. Ui khó, mẹ ăn khỏe quá bạn ơi. Nó là gì vậy, quay chắc hả? Cái này nắm đi em. Ăn luôn quá vậy, ăn đặc biệt luôn, phải ăn hết luôn á. Perfect. Perfect ok, quá ngon anh. Rồi, đã thì được trứng hấp, trứng cá hồi. Chúng ta sẽ có là một cái trứng đánh gà hấp và bên trên thì có cá hồi, thịt gà, nấm, đậu với lại cái gì vàng vàng mà nó biết nữa, và có tôm nữa. Muốn thử bổ của em. Sao người ta không làm cái trứng chín không ta? Cái trứng thì chín em mà trứng cá hồi thì sống. Ừ.
Tôi cảm thấy nó hơi tanh. Rồi Tú có món gì vậy Tú? Em cá hồi sốt chanh. À tức là em sẽ lấy cái miếng cá hồi sống này chấm vào cái nước sốt chanh này. Rồi và kèm thêm một miếng rau. Đúng rồi, là cái dĩa này phải ăn hết rau này luôn, không cần ăn bông vô phải ăn hết rau. Đó, chấm vô. Chút cái nước chanh. Cá hồi béo quá. Rau luôn, chấm luôn. Nãy giờ mới được ăn hả? Trộn nhỏ. Được không? Đang đói bụng. Đang đói bụng. Rồi ok, nói chung là ai cũng đã sắp xong hết đấy bạn. Bạn này ai cũng đơn giản không? Quay thanh. Ok, tôi mình đến cái dòng tiếp theo bạn. À, nghe thông báo là nổ bình điện rồi. Chắc là 2 tiếng nữa mới có điện. Chúng ta sẽ vừa ăn sushi trong cái mùa hè này là tuyệt vời. Rồi, Tú bốc trước. Rồi, chúng ta có cá sống 5 loại. Trời ơi, 5 loại mà có 269 ca là hãy uy tín rồi Tú à. Quá đã. Tuyệt vời. Gì đây? Cơm cuộn kali. Cơm cuộn kali. Sushi sò điệp với bạn. Rồi, cơm cuộn. Cơm cuộn xoài cá hồi. Cơm cuộn cá hồi và phô mai. Và đây là cái thử thách hụt xì dầu 10 cái trong 10 giây. Nếu như hoàn thành thì sẽ được chọn một ly nước, còn nếu không hoàn thành thì chọn hai ly nước vậy thôi. Chơi luôn ha. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 rất là hay luôn các bạn. 9 giây 82. Wow. Xém chút nữa là không vượt qua rồi các bạn, được phép chọn một ly nước. Cho một ly nước cái nào. Rồi, chúng ta có cơm cuộn bò. Thôi thôi, đi chờ đá đi cho nha. Gam đơm một người, hiếp lượt. Rồi, chúng ta có cái vòng quay ở đây nha bạn. Và chúng ta sẽ bấm thử xem ai sẽ là người hiếp lượt. Rồi, bạn Di. Bạn Di là bạn nào? Rồi, bạn kế bên được hiếp lượt. Bóc kho bạn ơi. Sushi khè tổng hợp. Chỉ định một người uống nước. Bạn muốn chỉ ai cũng được và bạn được phép chọn loại nước đó luôn. À, hồi nãy Tú có giúp mình qua lượt cho bạn Tú một ly nước. Ủa trời ơi. Ủa giúp qua lượt mà cho Tú uống nước hả? Vậy là giết Tú rồi. Rồi Tú muốn chọn nước mới không hay uống trà đá? Em phải uống cái loại nào mà ngon nhất anh. Cho cái em đồ thế nào? Cho lon coca. Rồi rất là cầu trời các bạn, tự nhiên là đã có điện lại nha. Và đồ ăn đã lên. Đầu tiên là Tú. Cá sống 5 loại 269k. Chúng ta sẽ có một cái hào cá như vậy các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Còn có là mực nè, là tuột nè, cá hồng nè, cá ngừ nè, với lại cá trích. Rồi thử thức em. Em nghĩ là em sẽ ăn cá này cá gì không? Cá ngừ. Đó. Em sẽ ăn cái này trước nha. Không chấm luôn. Ăn viên. Mười điểm. Không cần cái lá tí to nha, tôi thiện chỉ thôi. Thích đá. Ừ. Tuyệt vời. Ủa uống nước, uống nước. Này không? Perfect. Rồi, bạn này chúng ta sẽ có là sushi sò điệp. Sẽ có một cục cơm và bỏ miếng thịt sò điệp lên. Chúng ta phải ăn hết hai cái cọng rong nho này. Không cần lá chuối và cái bông màu tím. Rồi, thử thức bạn ơi. Sao? Nó mềm, ngon. Nó mặn mặn, mềm mềm, ngon. Không có tanh. Nó không tanh. Bực vậy dạ. Ok. Ủa anh Thịnh khai đao rồi hả anh? Giờ mới được ăn. Khai đao rồi nha bạn. Sẽ bắt đầu. Cơm cuộn xoài cá hồi. Tức là cơm sẽ cuộn xoài và bỏ một miếng cá hồi lên trên. Sao rồi anh Sói? Có vị chua của xoài. Có vị béo của cá hồi. Em ăn cái miếng này mà cái thằng kế bên nắp nó giật tăng luôn á. Em ăn mà thằng kế bên nó giật là sao? Bố mẹ. Rồi bạn Cát. Dạ. Món gì dễ ăn chứ? Cơm cuộn cá hồi và phô mai. Em cảm thấy em thật may mắn khi mà xung quanh em một rừng món sống em là được một món chiên à. Món này thì không chắc không có gì riêng các bạn ơi, quá dễ ăn rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có
cơm cuộn bò là sẽ có cơm cuộn và bỏ một miếng bò lên trên, và bò này chỉ là khè cho nó tái thôi. Và tiếp theo sẽ là sushi khè tổng hợp, tức là sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miếng sushi, 8 miếng sushi và khè cho nó chín sơ thôi. Ủa còn hai người này sao không ăn gì hết vậy? Nhân phẩm quá. Nhân phẩm, hai người cùng qua lượt cho hay nha bạn. Ok. Một miếng cá hồi và một miếng cá trích và một miếng gạo và một miếng củ cải trắng. Ok, và chúng ta đến vòng tiếp theo luôn. Tốn công giờ quá, và bạn bên đây bút trước nha. Itadakimasu. Thủy cá ngừ, rồi bạn thủy luôn. Salad hải sản. Chỉ định một người cùng với mình thêm lượt, ai cũng được. Người nào có lượt rồi giảng được việc chỉ. Em muốn ai thêm lượt với em? Đại. Nhưng mà bạn trước cái là tới đại. Ủa bạn thêm lượt luôn mà. Cùng mình thêm lượt mà. Ủa trời ơi. Rồi bạn này thêm lượt bóc liên tiếp hai lá thăm, tức là bây giờ là bạn có hai cái nữa. Chơi phát. Cơm cuộn cầu vòng, cơm cuộn lương, chiên phô mai. Vậy là bạn được hai phần ăn. Và đại được cùng bạn đó thêm lượt. Không, người Nhật người ta di chuyển như vậy đấy mọi người đừng có kỳ thị. Chúng ta sẽ có carpaccio, cá hồi và bơ. Bò Nhật tái súp chanh. Cơm cuộn sò điệp. Cá hồi Na Uy. Sushi lương Nhật. Lương Nhật là nó chín rồi, dễ ăn lắm. Salad cá ngừ sốt mayo. Cá hamachi 69k. Ok, lên món thôi mọi người ơi, ai cũng có đồ ăn hết quá đã. Rồi, món ra nha bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ review thử cái thủy cá hồi 82k. Chúng ta sẽ được một cái ly như ly rượu như vậy. Chưa ăn bao giờ luôn bạn, review thử cảm giác thì sao. Đó, cái gục thật trắng là thủy quá. Ăn hột lắc rồi, nó ra cái trứng rồi. Nó sẽ hơi tanh một xíu rồi. Nhưng mà được, ăn được. Chưa trúng người ta hay hụt người ta. Nó đây nè. Đúng rồi cái đó, đúng rồi. Đúng rồi, cái cục đó. Cũng có. Như cục mỏ vậy, nó sẽ có chua chua của cái miếng quýt này nè. Có béo không? Dạ có mà ít. Rồi, thì chỉ ra người là như vậy chứ mà. Mạng sống. Cũng rồi. Salad hải sản 169k. Chúng ta sẽ có nguyên một cái dĩa salad. Có cá ngừ, mực, cá hồi. Cá trích, hạt cua, bơ, rau rồi các kiểu, là salad mà trộn lên. Rồi bạn này là nhất luôn rồi. 16 cục cơm cuộn lương chiên phô mai và cơm cuộn cầu vòng nha bạn. Cơm cuộn cầu vòng là ở này, cơm cuộn lương là ở này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có bò Nhật Thái sốt chanh. Theo như công thức của anh nhân viên thì nói là mình có thể rứa vô hoặc mình chấm gì cũng được, tái mà. Cái chén này là chén nước chanh đó. Chấm chứ. Chấm luôn. Phải ăn hết rau này luôn nha. Dạ. Ăn hết tỏi luôn nha. Dạ. Chỉ trừ cái bò một tiếng nữa thôi. Ngon anh, ăn giống thịt bò vậy đó. Thịt bò bài. Đây là bò Nhật á. Ngon. Chắc bò Wagyu quá. Rồi tiếp theo, bạn Cát sẽ có cơm cuộn sò điệp 129k. Nhìn hấp dẫn lắm các bạn ơi. Cục cơm cuộn có cục sò điệp chín ở bên trên. Nó có cái mùi như là bánh xà lách nha. Như xà lách hả? Dạ đúng rồi. Cái số này giống như là cái bánh xà lách mà mấy bịch oxy nhỏ nhỏ mà bé hay ăn ấy. Xà lách tôm hả? Dạ đúng rồi. Oxy tôm. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người cách ăn sashimi mà đúng người Nhật nha. Em là người gì? Em người Việt. Và em biết cách của người Nhật luôn hả? Đúng rồi. Ăn sashimi mà thiếu mù tẹt giống như là anh ăn cơm mà thiếu nước mắm, ăn mà đi tắm mà thiếu xà bông vậy đó. Là sao vậy mà vui? Ăn cơm thiếu nước mắm là sai nha, anh ăn cơm nước tương hoài em. Rồi vậy là anh là người Bình Dương không tính. Mình cắn cái miếng này xong cái nách thành cái bên nó lại giật nữa nha bạn. Ôi anh cũng giật nữa nè.
Còn trắng bay đồ thì sao hai món dưới em? Xà lá cá người sốt ba vô với lại carbonara cá hồi và bò. Cái này là cá gừ mayo, còn đây là xà lách. Quốc thử này coi em. Đúng rồi, thử coi. Đây là phải ăn hết luôn nha, bắp cải xà lách gì ăn hết luôn nha. Ok. Tôi cảm thấy rất ngon. Tiếp luôn. Mời ông Miyamoto Sakura đại. Ủa món này đang vậy hả ông? Đúng rồi. Ủa. Người dân ăn người ngon à. Không được lãng phí. Này là cá hồi với bơ nữa. Đúng đây. Rồi, cá hồi bơ, ăn hết xà lách luôn nha. Ủa, người dân cầm đũa vậy hả? Đúng rồi anh. Thôi để chỉ em cầm đũa nè, anh cầm cho em nè. Em muốn ăn bơ, à nè, xin lỗi, bơ này nó bở ra, cầm mạnh quá. Không gần vô miếng. Đó, người Việt Nam ta cầm vậy đó em. Tôi cảm thấy rất ngon. Ủa nó tôi sặc lắm hả? Cái con cá nó hơi làm em bỡ ngỡ. Nó hơi tăng thiếu á. Rồi anh Tú. Món gì đây? Cá hamachi. Cá hamachi là con cá nó rất là lạ luôn các bạn ơi. Nó những đồ trang trí cũng lạ nữa anh. Đây anh thấy miếng chanh rồi. Miếng chanh này nó bị ngâm đen rồi. Không ăn miếng chanh này, không ăn cái bông này. Nhưng mà phải ăn cái củ cải trắng đây. Ok. Ăn nhau nho luôn. Đúng rồi. Trời trời trù hả em. Điều cho thật nha, ngon nó ngon dở nó dở nha, không có khen nha. Sao em? Đấy. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Phiếu chúng ta chỉ còn có một lá thôi nên reset nha. Và tốn tướng đúng không em? Giữ nghe. Thằng tài đơn. Trời ơi, rất là tuyệt vời em. Người bên trái và bên phải của bạn quá được. Chị ơi. Vậy là đại và bạn nữ cuối cùng bên kia lại được qua lượt giống hồi nãy bạn. Nói chung là bên phải là đây, bên trái không có ai thì chúng ta sẽ đảo vòng bên kia. Qua lượt người bên trái và phải của bạn hiếp lượt. Vậy là đại và bạn mệnh đã thành không nổi rồi em ơi. Qua lượt cái kia. Gan đúc một người hiếp lượt. Rồi chúng ta sẽ random thử cái người nào được qua lượt nhé bạn. Đại Hậu. Hậu là bạn nào? Rồi ok, bạn Hậu được qua lượt. Thêm lượt. Đông lộ bạn chứ chưa thêm lượt. Vô vậy. Vậy là hình hai cái em. Thêm cái nữa em. Rồi chúng ta có cơm cuộn lương chiên giòn phô mai và phải gì ạ? Chỉ định một người uống nước. Em được chọn một cái loại nước cho bạn đó. Em mới là chào mấy ngày em. Cho bạn cát hả? Hai bạn thấy nước hả? Thảo anh. Món nước gì em? Soda chanh. Cho cái ly mojito chanh dây nè. Mojito chanh dây nãy. Vậy bạn cát có một lượt thôi. Dạ. Đây rồi, chữ nhiều lắm. Chữ nhiều lắm là thử thách á. Cơm cuộn cá hồi và phô mai, cái này ngon lắm. Em ba lần cơm rồi anh à. Hay là mình không tới bạn này vẫn còn được hả? Dạ vậy là bạn này là được hai lượt. Tuyệt vời, bóc được thêm lượt cái mới sao nè. Quay lại cái nào. Đúng rồi, chỉ định một người qua lượt ai cũng được.
chỉ định bạn đó bạn khỉ. Này qua được rồi. Bạn kế bên. Những người mà chưa bốc thăm ha. À, ai cũng được hết á. Thôi bạn kế bên đi. Bạn kế bên. Thôi giờ là qua được. Ok mình bắt cột lá. Lặn lại cái nào. Sushi cá hồi sốt cay. Ok, chúng ta chỉ được có một món ăn thôi. Là bạn này được qua lượt. Các bạn phải. Rồi chúng ta có cá hồi tái cuộn. Và bạn này đã được qua lượt. Được qua lượt. Ok. Lên món thôi mọi người ơi. Rồi đồ ăn đã lên nha bạn. Và ba nhà bên đây thì toàn là qua lượt không, không có gì hết. Bé Hịnh được một phần cơm chiên. Cái này không có gì review đâu, nãy nó review rồi đúng không ta? Bình thường, còn bạn Cát thì được một ly nước và vẫn là cơm cuộn. Ủa cái cục này là sao đây? Là dư của dọc trước hả? Rồi hưởng thức luôn các bạn. Vẫn là cơm cuộn chiên. Rồi sushi cá hồi sốt ca thì được hai cục như vậy thôi. Quá bình thường luôn. Bạn này không có gì. Bạn Thúy thì được cá hồi tái cuộn. Này cũng đơn giản các bạn, và bạn bên đây không có gì hết. Ok, dòng này đơn giản các bạn. Chưa có ai chịu đầu hàng hết, ví dụ như còn 4-5 người gì đó chúng ta bắt đầu tính thời gian mới dễ nha. Ok, vậy thì mình quyết định là sẽ bóc thêm cái nữa. Rồi chúng ta câu về thời gian ăn thì bóc tiếp luôn nha các bạn. Để nhanh có người đầu hàng, còn có 9 người được quá nhiều. Cơm cuộn bò. Cơm túi đậu. Thử hết, thục xì dầu 10 cái trong 10 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3. Tính dây 19 các bạn quá nhanh. Vậy là bạn đó được chọn một ly nước. Ok, bạn cứ chọn nước. Trà đá hả? Ly nước chanh. Sushi khè tổng hợp 169k. Tuyệt vời. Rồi, cơm cuộn cá ly. Cơm cuộn cá ly này thì nó chỉ là cái cơm cuộn mà bỏ mấy cái trứng, cái chuồng lên thôi, đơn giản lắm. 8 cuộn hả? Ờ đúng rồi, 8 cuộn. Tuyệt vời. Rồi, sushi cá hồi và trứng cá hồi 89k, 8 cuộn luôn. Chúng ta có người bên trái và phải của bạn uống nước, và bạn là người chọn nước cho hai người bên đây. Trái và phải, bạn muốn chọn nước gì? Cho cái menu. Còn cái menu nha. Rồi, bạn chọn 2 ly nước cùng một loại nha. Rồi, Đại. Vậy là hợp với Đại, mỗi người được 1 ly nước. Có gì em? Cơm cuộn xoài cá hồi 109k. Sushi tổng hợp 199k. Gục ngã. Rồi lên món. Rồi sau khi Tú vừa bóc sau cái sushi tổng hợp 199k thì chúng ta đã có tiếng gọi từ con tim rồi. Và chắc chắn là mọi người ai cũng biết rồi. Đó là bạn Cát. Chưa ăn hết 8 cuộn này thì đã bóc được thêm 8 cuộn kali nữa thì đầu hàng đúng rồi. Chưa nhai xong này nữa. Em thấy cái cơm cuộn này như cơm cuộn thạch xanh nên ăn ngoài ống hết. Là cái đấu gạo thạch xanh đó hả? Dạ đúng rồi. Đây cơm cuộn. Đây cơm cuộn. Hai phần nữa là mình có 4 phần cơm cuộn. À, bây giờ là mình đi về. Bây giờ em chào mọi người, em đi về trước. Em xin phó thác cho người anh em của em Cần Thơ. Đại diện cho Cần Thơ anh Cố lên nhé. Em yên tâm. Vâng. Anh sẽ đi giải. Rồi ok, chúc em một ngày vui. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, chúng ta đến cái vòng thử em. Nào, vòng này thì cứu được một cái sushi tổng hợp 199k. Là những con sushi được để trên một cái bệ đá cổ. Tú hãy giúp anh review được cái con mực này không Tú? Nữa hả? Bóc ăn luôn em, cái này bóc tay ăn luôn á. Cái đó là tí tô mà. Đúng rồi, đâu có ăn đâu. Đúng rồi. Nó tăng vậy. Bước khỏe. Hay là em cố gói giường để cho mọi người chơi. Ăn với cơm á nó dẫn tanh đi vậy nha. Rồi lại món gì vậy Đại? Cơm cuộn xoài cá hồi. Nhớ em. Bạn này không có gì. Rồi bạn sói thì được cam cà rốt và cái gì em? Sushi cá hồi và trứng cá hồi. Này thì heo thì thôi. Đây ăn sao em? Cái này ăn á là mình phải giống như ăn cơm à. Không cần chấm luôn hả? Thì người dân ăn vậy các bạn. Còn bạn này thì được một cái bệ đá cổ nằm ngang. Bạn này thì chỉ có một ly soda chanh thôi. Bạn này thì được túi đậu nãy rồi. Giờ ăn nữa. Và cuối cùng là cơm cuộn bò. Cơm này là cơm cuộn cũng như là bò tái nha bạn. Ngon. Ok không?
Rồi bắt đầu từ vòng sau là sẽ bắt đầu tính thời gian các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái mốc thời gian của mọi người ăn những cái món này xem bao nhiêu và vòng sau sẽ tính thời gian nha. Ok, thưởng thức cho mọi người ấy. Chúc mọi người một ngày vui. Phần của Tú thử mấy giờ, canh giờ Tú cái nào? Có. Tú tới công chuyện luôn rồi. Tú sang nhanh với em. Cái ăn nhanh lên em. Em ăn nhanh lên thì anh sẽ lấy cái mốc thời gian này của em để làm cho cái vòng sau em. Kể lên nè Tú ơi. Giờ mới bắt đầu chơi. Thịnh hoàn thành nha. Chúng ta đến với vòng thứ N và mình vừa mới phát hiện ra cái này dùng để quỳ nha bạn. Và Tú còn 2 cột. Bắt đầu từ vòng này sẽ bắt đầu tính thời gian. Những món nào mà trên 150k sẽ có 6 phút để ăn. Còn những món nào mà dưới 150k sẽ có 4 phút để ăn. Ok không em? Anh lấy thời gian từ em á, nãy giờ chậm quá. Nãy giờ 5 phút rồi, một cục này hôm nay 6 phút mà không nổi. Có mấy cục nó tầm luôn. Vậy à? Nhưng mà mắc thì em, cứ cơm này ăn cái một. Rồi vậy cho 6 phút rưỡi nha bạn. Trên 50k là 6 phút rưỡi. Và lần này là Tú Quốc trước. Đã lựa cho em món 160k để lên trên cho em bốc nè. Rồi Quốc em. Chúng ta sẽ có cá sa ba ngâm giấm 49k. Món này sẽ có 4 phút để ăn. Hãy hướng tôi đi. Chỉ định một người cùng em hiêm lượng. Em muốn A hiêm lượng cùng với em. Ví dụ như đây. Đây là cười vô tri luôn rồi. Em anh A hậu. Sắp chết. Anh Hậu. Anh Hậu lại. Anh Hậu là cái anh nãy đầu game chỉ em. Ok bây giờ em phải bóc một lá mới tới bạn đó. Hai anh em hai. Xin qua lượng cái nha. Cái này cái gì đây? Rồi chúng ta có cơm cuộn cầu vòng 99k, có 4 phút để ăn. Sushi lương nhật 4 phút để ăn. Chỉ định một người hiệp lượt ai cũng được. Bất kỳ ai cũng được, người đã bóp rồi vẫn được. Thấy ai mà chết thì bóp mũi chết luôn cho lẹ. Em chọn anh Di đi. Là cái bên anh Di hôm nay. Ờ đây. Bảo quá vậy. Cơm cuộn cá hồi và phô mai 99k là 4 phút để ăn. Rồi Thịnh. Thịnh sói nè, Thịnh gian xảo nè, nhìn nè. Ồ, thôi em ơi. Chọn. Đây đây đọc cho em. Những cái hồi hộp em không biết có lợi gì trong đó. Chọn một món trong menu và chỉ định một người ăn cùng với em. Tức là chọn một món và gọi tới hai phần giống nhau rồi đó. À. Nhưng mà phải dưới 100k. À, ok. Rồi kiếm món 100k em. Và em muốn ai ăn cùng em? Cái bên luôn, nhức nát luôn á. Ok, giờ bạn này vẫn còn được bóp. Tuy chọn một loại nước, nước nào cũng được. Vậy là lấy menu cái này này luôn nha. Ta được một lá, qua lượt, loại bỏ tất cả những món ăn nếu có. Bạn có đây hiện tại đang có món cá hồi phô mai và món này được loại bỏ. Chúng ta có cá tích ép trứng 59k và món này có 4 phút để ăn. Chúng ta có trứng hấp, trứng cá hồi 69k, món trứng này có 4 phút để ăn. Rồi ok, lên món thôi. Rồi ok, bắt đầu từ vòng này chúng ta sẽ tính giờ các bạn. Và Tú với cái món cá sa ba ốp đá này thì có 4 phút để ăn. Đại với món cơm cuộn cầu vòng sau mưa này thì có 4 phút để ăn. Bạn này không khí thì cũng 4 phút để ăn. Bạn sói Thịnh sao món gì đơn giản quá em. Mày ăn như ăn một vịt lộn á. Cao đỏ này xong rồi mút. Món này 4 phút luôn. Đúng. Bạn này thì được bạn Thịnh chỉ định cũng là món trứng hấp 4 phút, lương 4 phút. Riêng nước thì đã mình quên tính với bạn, nước thì có 2 phút đủ rồi, tại nước hút cái rọt rồi hết rồi. Giờ là bạn này sẽ có 4, 4, 2 là 10 phút để ăn 3 món này. Còn cái này là gần này là món ăn kèm, bạn đó kêu em ăn cho đỡ ngán thôi nha, bạn không tính giờ nha, bạn có 10 phút để ăn 3 món. Bạn này thì hết không khí thì 4 phút. Đây là cả dụng của anh ta. Cá tích ép trứng 4 phút. Và quay được không cameraman? Đây là món trứng hấp, trứng cá hồi 4 phút luôn. Ok cho mọi người 3, 2, 1 bắt đầu. 4 phút rồi các bạn ơi. Vòng bắt đầu là Hảo xếp phạt nhau rồi nha. 4 phút, 4 phút. Ăn đi em, ăn đi ok.
4 phút bình thường. Ăn đi, có 4 phút rồi đấy. 4 phút. Ăn. Tự nhiên mọi người ăn như vậy kỳ lắm. Rồi anh Kiên đã chắc. Ngon. Đã chắc tạo rồi. 20 giây hả em? Bình thường. Gán lên em. Tú hoàn thành, còn 2 phút nha bạn. Còn đại còn 2 phút nữa, sao em? Thấy mọi người đều xong hết rồi kìa. Camera liên qua còn mọi người coi, tất cả mọi người đều xong hết rồi. Xong hết rồi, ok. Xong hết rồi, chỉ còn mình đại thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem 4 phút có thể tiêu diệt đại không. Rồi ok. Vậy là chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo, đó chính là Đại Du. Để mày ra ngoài ăn dần luôn em ơi. Chúng ta đến với phòng tiếp theo, túi xúc cho em. Ăn đá luôn hả? Đúng rồi hả? Ok, chúng ta đến với vòng thứ N. Và vòng này bạn bên đây bút trước. Và chúng ta còn 7 người chơi nha các bạn. Để mình lựa cho bạn này dễ dễ ăn chút. Để bạn ăn khá là chậm. Tuy ăn khỏe nhưng mà ăn tốc độ hơi chậm đó. Tại dọc phải bắt đầu tính thời gian các bạn. À, chúng ta có cá hamachi 69k, món này có 4 phút để ăn. Cơm cuộn cầu vòng 99k, món này có 4 phút để ăn. Salad hải sản 169k, món này có 6 phút 30 giây để ăn. Chỉ định một người qua lượt, chỉ áp dụng với người chưa từng bốc thăm. Tức là ba người bên đây thôi, em chọn ai? Thịnh đi. Trời ơi, em cảm ơn anh. Không, không. Có vợ em, có vợ em rồi. Rồi, bên đây Caracio cá trắng 109k, món này có 4 phút để ăn. Sò đỏ nhật. Sò đỏ nhật này có 3-4 con các bạn, 79k và 4 phút để ăn. Rồi, lên món thôi. Rồi ok, món đã lại tiếp tục lên nha bạn. Và Tú được sò đỏ nhật. Cái này mà ăn như Tú có 3 miếng hả Tú? Nãy giờ em ăn món sống hơi bị nhiều luôn á. Cái này có 3 miếng này là 4 phút ăn quá là dư luôn. Hay là em thử khách bên ăn 1 phút của em? Hỏi anh phải có cái gì. Và bạn này thì được cá trắng, carbonara gì đó các bạn thì 4 phút. Bạn Thịnh thì ăn không khí 4 phút. Bạn này ăn dĩa gừng 4 phút. Bạn này ăn salad hải sản 169k, chúng ta được có 6 phút 30 giây rồi. Salad nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn các bạn. Rồi bạn Thủy thì cơm cuộn cầu vòng 99k nên chỉ có 4 phút thôi. Và cuối cùng là cá hamachi có 3 miếng các bạn và 4 phút. Ok chưa? 3, 2, 1, action. 4 phút. Đây nè, đây bạn này rất quan trọng nè, 6 phút 30 giây. Thôi cho bạn nó qua luôn các bạn, 5 phút 15 giây nhưng mà chưa đeo lưỡi mà chắc chắn là qua rồi. Bây giờ hơi giống giống cảm giác sợ đúng rồi, không là thử cũng vậy, hoàn thành được thời gian nhưng mà không có đem nó xuống chứ đang đề nữa các bạn, tẩu hỏa nhập ma. Đâu đâu à, ai đi ra cái cũng được miệng ra không mà thôi, không tin đâu, em để dành chứ lưỡi gì có hết rồi. Rồi ok, cho bạn hoàn thành nha bạn, 5 phút 45 giây. Ok, chúng ta đến vòng tiếp theo, vòng này Tú bóp trước. Rồi, Tú bóp trước nha Tú. À, bò nhật tẩy chanh 129k, 4 phút. Cá hồi sốt chanh. À, hiêm lượng em, tuyệt vời em, anh thích lắm em. Là hai lượng đúng không? Đúng rồi, bóc hai lá luôn. Rồi chúng ta có
tỷ 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 cá hồi á, tỷ cá ngừ, tỷ cốc tai hào, hai ly luôn, tay một ly luôn em. Rồi sushi cá hồi cũng hai miếng nè. Rồi chúng ta có sushi sò niệm. Ốp dở lên mọi người xem. Rồi sushi sò niệm nha bạn. Dở lên luôn carbonara, cá hồi và bò bên. Cơm cuộn sò niệm nha bạn. Rồi lên món thôi, đầu bếp đi. Rồi món đã lên các bạn ơi. Và món của Tú là món bò tái chanh 4 phốt. Tuyệt vời. Tiếp theo là cá hồi tái chanh. Phải ăn luôn rau luôn, bỏ lại cái bông thôi. Rồi anh Thịnh, món gì đã với anh Thịnh? Món này là cocktail. Cocktail hả? Hào cocktail. Với lại một ly rượu mạnh. Nãy giờ anh đọc cốc tai không rồi, có đúng không em? Ok. Cái ly này em đâu được ăn đâu. Chưa bấm giờ mà em. Không, từ từ rồi, anh chỉ cho em chơi vô thôi. Bác Thịnh sẽ có là một ly rượu hào và một ly rượu tủy cá gừ. Mỗi cái là 4 phút, lại có 8 phút để thưởng thức 2 ly đó em. Alright. Alright. Rồi, cá hồi 4 phút. Sò điệp 4 phút. Cá hồi bơ 4 phút. Và cơm cuộn sò điệp 4 phút. Tất cả đều 4 phút, chỉ riêng Thịnh là 2 món được 8 phút nha. 3, 2, 1. Bắt đầu. Mình qua mình coi Thịnh ba sói nha. Merci beaucoup. Merci beaucoup hả? Một béo. Sao? Cái cảm giác giống như là anh ăn lòng trắng trứng á. Nó chạy vô cuốn họng anh á. Cái vị nó hơi tanh chứ. Tanh luôn hả? Nó hơi tanh chứ. Tại vì nó có đại dương, có mùi của đại dương. Tiếp theo hào. Bông chút. Mạc xin bút cú giờ tới. Bông chút. Ăn luôn cái đó luôn, chỉ trường cái lá thôi cho em. Bóc cái lá ra. Còn hào thì sao? Hào thì tươi. Thôi được rồi, đúng rồi. Hào thì nó tan được. Rồi Tú là ngoài hành bò phải ăn luôn rau nha. Bạn này thì cá hồi ngoài hành ăn luôn rau chừa bông tím. Rồi bạn này ngoài hành. Ngoài hành. Hai bạn nữ thì đó là chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Chúng ta đã 1 phút 30 giây trôi qua rồi. Bạn này tên Ngọc đúng không? Bạn Ngọc. Bạn Ngọc còn 4 phút cơm nữa. Mà còn tới 2 phút 30 giây rồi. Chắc là qua được rồi. Vậy là phải chuẩn bị cái dòng kế tiếp các bạn ơi. Thật sự là đầu tới cuối bây giờ thấy bạn Ngọc rất là nhiều, ăn rất là khỏe luôn, dù khá là nhỏ con như vậy. Ok, khá là dữ rồi, cảm ơn bạn tham gia chương trình. Cảm ơn ạ. Đi ăn buffet các bạn, ăn sushi xong rồi về thôi. Vui nha, cảm ơn nha. Rồi chúng ta đến với vòng tiếp theo. Rồi và chúng ta đảo vòng còn 6 người chơi. Và thật sự là mọi người ai cũng sắp đầy bình nữa bạn. Bây giờ bắt đầu là thời gian cho mọi người tiêu diệt cho tất cả. Rồi chúng ta có cá sống 5 loại. Bạn này có 6 phút 30 giây để ăn. Trời ơi, người được buồn kìa. Bụng cá hồi. Chúng ta có xà lách, cá ngừ, sốt mayo. Không cần động lên, biết luôn, đây là cái thử thách mà nhắm mắt em. Cái thử thách này nó rất là quan trọng luôn á. Rồi. Nó tác tiền đình đó bạn. Thử thách này em tập luyện hàng ngày. Ok, và cái thử thách này chính là cái thử thách test được xem chúng ta còn bao nhiêu năm nữa đột quỵ các bạn. Nếu em mà chơi được 15 giây là em sẽ sống được khi 15 năm. 100 giây đang sống được 100 năm nữa. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Không sống nữa hả? Rồi Thịnh sống được 23 năm nữa là chết nha các bạn. Phải biết lượng sức mình các bạn.
random một người qua lượt. Nếu như có đồ ăn xin phép bỏ. Và chúng ta sẽ bấm xem ai sẽ là người được qua lượt. Nếu như bóc random một tên của bạn thì bạn được qua lượt. Thật ra là bạn qua lượt. Rồi chúng ta có bạn Hậu, Hậu là ai ta? Em ờ, ống cười vô được mùa kìa. Hậu nha, Hậu qua lượt. Rồi, lá cuối cùng của Tú. Cảm ơn em. Tú không chọn thầm, thầm chọn Tú. Cái gì đây? Ồ, cá hồi Na Uy. Rồi, lên món mọi người ơi. Rồi, món ăn lên nha bạn. Tú được cá hồi Na Uy. Có 3 miếng nhỏ xíu các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn là được sống rồi nè. 4 phút nha em. Rồi, không khí 4 phút. Trà đá 2 phút. Dễ gần 4 phút. Đây là bụng cá hồi 4 phút. Và cuối cùng là 5 loại cá sống các bạn. 6 phút 30 giây. Bạn này không có cơm thì được đồng sống đúng không ạ? Ok nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Và bây giờ nếu Tú bóc một món tươi đó thì thật sự là định mệnh luôn á em. Muốn em bóc gì món tươi. Đựng cơm tôi tươi luôn Tú. Hoặc là cái món tươi combo cá 5 phần. Trời ơi, là chết phèo bụng cá hồi các bạn ơi. Trời ơi, quá lượt. Thôi chúng ta. Ông này ông nãy giờ quay mắt lắm nha, ai chỉ định chị ông đi. Ông đây khá là mai hơn cuối video rồi mà vậy á. Rồi chúng ta có món cá Sapa. Tiếp theo là món cơm cuộn cái gì cầu vòng. Ở cái này 8 phần nữa nha. Rồi lên. Đây là lá chỉ định một người hiếp lượng. Chỉ ai cũng được. Bạn nhân phẩm hả? Ờ bạn đó chỉ bạn nhân phẩm. Rồi chúng ta có món carbonara, cá hồi và bơn. Cơm cuộn cá hồi và phô mai. Tuyệt vời, 8 cuộn. Rồi dòng này Tú được bụng cá hồi 85k, 4 phút. Carbonara, cá hồi và bơn 129k, 4 phút. Rồi tiếp tục là bạn Thịnh thì được cá Sapa. Phải ăn luôn cái một trắng đằng sau nha em. Rồi. Ok, hay ăn luôn rong biển luôn nha. Ăn luôn hành luôn. Rồi tiếp theo là cơm cuộn cầu vòng này thì ăn hết luôn 4 phút. Và cuối cùng là cơm cuộn cá hồi và phô mai 8 miếng 4 phút. 3, 2, 1, action. Wow, ăn nhanh với em. Mai mà sếp mà thấy em mà nghỉ làm á, sếp đỡ giận em nha. Mình còn nhiều dự án á, em cho trời nghỉ luôn. Là bây giờ là tới công chuyện. Chắc rồi ok, bạn Thủy nãy ăn rất là nhiều, bạn tới công chuyện đó là điều hiển nhiên. Rồi game này tụi mình chơi đa số là game nhân phẩm. Rồi, vậy là chúng ta có người đầu hàng. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn. Rồi, chúng ta đến với vòng tiếp theo và đảo vòng. Bạn bên đây bước trước. Thao cúp tay. Một cái ly rất là nhỏ. Chỉ định một người qua lượt, chỉ ai cũng được. Chỉ Thịnh đi. Chỉ Thịnh. Ồ, gì kỳ em. Trời ơi, chứ kỳ vậy. Hay là em cho phải lay em bóc luôn. Không hiểu phải lay gì đâu. Không phải lay hả? Em còn phải đi làm nữa anh. Ờ, ngày mai đi làm đúng không? Để lên đọc cho em. Chọn một món trong menu và chỉ định một người ăn cùng. Món đó phải có giá dưới 100k. Tức là em sẽ gọi hai món giống nhau.
Em chọn anh Hậu đi. Anh Hậu, dạ. Và món là món gì em? Menu anh. Vậy là anh ơi. Phải anh chứ. Chế định một người cùng mình hiệp lực. Em muốn ai hiệp lực với em? Đứt vô, đứt vô, thấy, đứt vô. Anh Di ăn hào cái bằng hơi nhỏ á. Thêm cho anh Di nè. Em bóp cái đi rồi, anh Di bóp. À, đứt một chân nha, mình thấy đứt một chân tầm 15 giây. Chơi không? Chơi. Không chơi cũng hai đi nước. Chơi chứ. Hai đi nước ngon lắm á. Không, em muốn 1 ly rồi. Ok không? 15 giây. Cố gắng đứt 100 giây, sống được 100 năm nha em. 3, để sẵn cái tư thế đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba giây chứ bạn. Vậy là em chỉ còn có 3 năm tuổi họ để sống thôi, em sắp đột quỵ em. Hai ly nước cho Tú bắt đầu, chọn ở đây luôn em. Và bạn cocktail được, thêm lượng nha. Cocktail. Cho em cái ly cái nhỏ quá nên Tú đẩy cho em á. Tú xin luôn giật các bạn. Lên bỏ thôi. Rồi, đồ ăn lên nha bạn. Tú được 2 phần nước, mỗi phần 2 phút. 4 phút. Cơm, rồi đi 4 phút. Không khí 4 phút. Cơm sò đẹp 4 phút, cocktail 4 phút và cơm lương thực 4 phút. Vậy bạn này có 8 phút lần nữa. Vậy là quá đơn giản rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ai cũng hoàn thành hết các bạn ơi. Ok. Quá đơn giản, vòng này đồ ăn ít quá. Mong là vòng này là sẽ là cơm cuộn rồi. Combo 5 loại sushi. Rồi sushi cầu vòng. Sashimi, cá tuyết đồ. Bóng em. Rồi bên trái và bên phải của em. Wow. Lượt. Tức là bạn này qua lượt và bạn Tú bạn kia qua lượt. Rồi ta. Còn hai anh em mình. Đây là cậu thẩm với các bạn kế bên thôi. Rồi chúng ta có combo rara cá trắng. Rồi, người bên trái và bên phải của bạn thêm lượt. Vậy là Hịnh và bạn kia thêm lượt. Rồi, đồ ăn đã lên rồi nha các bạn. Và dòng này bạn Hịnh xối đã được 2 phần cá trắng với là salad. Ôi dịch nó vĩ đại rồi em. Cái này 4 phút. Cái này 6 phút 30 giây là cộng lại là được 10 phút 30 giây. Em tính gì đâu vậy, nó không hay em, phải 10 phút thôi. 10 phút nha. Ok. 10 phút thôi nha các bạn. Đồ ơi, bữa 30 giây mà công chúng khóc à. Mai không đi làm nữa. Cứ what the hell gì kìa. Sao lách cá tức, cá trắng luôn hả? Rồi vậy luôn đi. Rồi bạn ăn gì? Rồi bạn bên đây ăn cá hồi phô mai gì đó các bạn. 8 cuộn, 4 phút. Ok, từ từ bóp giờ cái nè. Rồi. Ok chưa, từ từ bấm. 4 phút. Còn đây là 10 phút 30 giây. Bạn này vẫn tiếp tục ăn gừng đỏ. Mình đã ăn gừng của bạn rồi. Ồ, hai bên kia nhân phẩm có nha. Hai kia kìa. Ăn không khí. Cười, vô nhân phẩm cái cười kìa. Nãy giờ ăn quá trời rồi. Vậy là chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm chú ý đến bạn Thịnh nha. Còn 7 phút nữa em. Bây giờ em có cảm thấy được hương vị của đồng cỏ cho em. Hoặc là em đã thấu hiểu được một chút gì đó mà gọi là của con bò chưa? Dạ em không hiểu tiếng người luôn rồi. Trong cái câu mà lúc con Toàn nó từng nói với bạn bây giờ em đang cảm giác là bò đang cởi em đúng không? Đúng chưa anh này còn có 40 giây rồi. Nè, đó là tao bỏ ra cái này nè. Em phải ăn mà em tưởng tượng em là trở thành một con trâu, một con bò gì đó thì em mới có thể ăn hết được cái mớ rau này. Em chỉ còn 1 phút 50 giây nữa thôi em. Quá dài nữa. Thôi nghỉ đi. Tá. Không sao, em về ngày em vẫn còn làm việc được em. Anh đâu có đuổi em đâu. Tại vì mình muốn á, ngày mai mình có sức mình làm việc tiếp. Cho nên quyết định suy nghĩ.
Ok em, đúng rồi, mình lui một bước thì mình tiến ba bước đúng không em? Đúng rồi. Rồi mừng quá đi, thịnh nhân phẩm tạp tay giấy bạn. Ok mọi người xịt vào, chúng ta đến vòng bốc thăm của tứ kết nha. Rồi ok, chúng ta đến vòng bốc thăm tiếp theo và đảo vòng. Lại vào đây bốc trước. Những cái vòng này là những vòng cuối cùng các bạn ơi, bốn người cuối cùng. Đúng. Rồi, con lá này lá tuyệt vời rồi. Random một người, hiệp lực. Anh hậu rồi. Rồi, quay được cameraman, chuẩn bị bấm nha. 3, 2, 1, bấm. Để xem ai được thêm lượng đây, ai được thêm lượng. Chính mình. Di, Di là bạn này hả? Dạ. Rồi, bạn được. Đây là bạn bốc 2 tờ luôn á. Tuyệt vời. Ủa gì vậy? Ủa bạn bên đây hả? Đúng rồi, nhắn cam đâu còn chính mình luôn. Hay cái vòng quay này là vậy á. Ủa. Nhắn phẩm mà, nhắn phẩm mà. Làm gì bạn bốc 1 tờ à? Cả 6 mà. Rồi chúng ta có cái thử thách 10 cái hộp xì dầu. Không, có cái rồi. Uống nước rồi đó. Rồi bạn hộp xì dầu 10 cái trong 10 giây, nếu hoàn thành thì sẽ được 1 ly nước, không hoàn thành thì sẽ được 2 ly nước. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Cao biết, cái nữa đi, cái nữa đi. Rồi ok, vẫn còn thời gian các bạn. Không bị no, nó hụt xuống không được. Phải vậy, phải xuống như vậy. Vậy là 1 ly nước ha. Người bên trái và bên phải uống nước là bạn sẽ chọn một cái phần nước cho người bên trái và bên phải của bạn. Sushi sò đẹp, tự chọn một loại nước uống em. Ok, và vòng này khá là thú vị đúng không bạn. Soda, trà đá, dĩa gừng, sushi cá sò đẹp rồi tú ly trà đá. À không, đem soda nữa bạn. Ok, vậy là ai mà uống 2 ly nước thì sẽ có 4 phút chứa trước giờ mà bạn. Ông này ổng ăn gian quá nha, hai lần này nha. Tự bạn có đâu giỏi. Ok chưa, ai cũng vậy mà. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạn này sẽ có 2 phần nước thì sẽ có 4 phút để uống. Bạn này sẽ có 2 phút uống nước và 4 phút, ăn này là 6 phút. Uống 2 phút uống nước. Giờ này chắc là qua rồi bạn ơi, khá là đơn giản, toàn là nước không. Xoài cá hồi. Rồi, bạn bạn cách nè. Chúng ta có sushi hè. Sushi hè như là tổng hợp. Trời ơi, gọi sushi hè tổng hợp. Rồi, chúng ta có cơm cuộn bò 89k. Lên hàng. Và đồ ăn đã lên nha bạn. Tú có sushi cá hồi 4 phút. Sushi cá hồi, trứng cá hồi 4 phút. Này là bộ combo mấy món khè các bạn. Món này là 6 phút 30 giây. Và món ở đây là cơm cuộn bò 4 phút. 3, 2, 1, action. Chúng ta đi cùng chờ xem ai sẽ là người vượt qua được cái vòng này. Chấm ké nữa. Tủ rất là nhanh luôn, được một phiếu bán ngoan. Tủ hoàn thành đầu tiên. Nói chung là tứ kết các bạn ơi, mọi người đều sắp tới công chuyện rồi. Nên bây giờ là chúng ta sẽ tính từng phút, từng giây luôn nha. Và tụi mình quyết định là từ vòng sau tới đây là 6 phút 30 giây là giảm còn 6 phút nha các bạn. Đó chẳng nha. Rồi. Còn 50 giây bạn phải nhai hết nha. Rồi,
ổng tới công chuyện các bạn ơi, ổng 4 phút rồi, chậm hơn 6 phút là biết tới công chuyện rồi. Và Tú cậu Vũ nè, do đó cậu Vũ nè. Cậu Vũ hay quá trời luôn. Rồi vậy là chúng ta còn 3 người và bạn bên đây bóp trước. Và hay cho bạn biết là nhân phẩm, ăn nhiều, cá tươi, ăn ở tốt. Mỗi người như vậy hết bạn. Ta 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 ta. Chúng ta có cá sống 5 loại. Ủa trời ơi. Bạn này có 6 phút để ăn. Cá hà ba chi, xanh trên cà, cá này khó ăn cực luôn em. Nhưng mà không sao anh có 3 miếng. Rồi, lên bó. Rồi, bó ăn ra nha bạn. Và Tú có cá hà ba chi. Cá này thì nó khá là béo và ngậy. Có 3 miếng thôi, nhưng mà phải ăn hết cái cuộn rong ở đằng phía sau đây. Ok không em? Như càng ngày nó càng nhỏ. Còn bạn bên đây thì cá sống 5 loại thì chúng ta sẽ ăn hết những cái cuộn củ cải. Ăn hết tất cả loại cá. Không ăn mấy miếng lá này thôi. Bạn này sẽ có 6 phút, Tú thì 4 phút. Và tiếp theo, salad cá, ăn hết luôn 4 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Quá đơn giản, ông này nãy giờ ông nhân phẩm dữ quá mà sức ăn còn khá là khỏe luôn các bạn ơi. Ok, đến vòng tiếp theo luôn. Chúng ta lại đảo vòng Tú bốc chưa. Thật sự là còn 3 người cuối cùng ăn khỏe quá. Sao em lại hai con quái chặt ở đây. Cái bốc gì bự bự quý cho nó chanh Tú. Nước đi, đây màu xanh, màu xanh. Màu xanh là cái gì? Combo em ơi, đã rồi em ơi. Combo túi đậu 119k, có 4 phút để ăn. Chắc ăn được. Nhân phẩm, nhân phẩm. Sò đỏ Nhật, bà bị nhỏ xíu. Không đem nhân phẩm của ta. Sushi, cá hồi, sốt cay. Và ba phần đều khá là nhỏ nên mình quyết định là bóc thêm vòng nữa. Cái nữa luôn. Rồi chúng ta có cơm cuộn cầu vòng. Trời, nó nữa hả? 99k. Và cá hồi tái chanh 125k. Trời ơi trời. Ôi cái nhiều khách. Chỉ định một người qua lượt. Chỉ áp dụng với người chưa bốc khâm. Và hai người bên đây đã bốc rồi nên lá phiếu này không có tác dụng. Xong. Ok, lên món. Rồi món ăn đã ra các bạn. Tú rất là nhân phẩm, chỉ có một món. Và món này ăn trong 4 phút. Ba cái túi đậu nhìn khá là hấp dẫn. Bạn này thì có hai món này nhỏ xíu à, nhưng mà phải ăn luôn rong nho, phải ăn luôn củ cải trắng. Bò phụ này thì ăn hết luôn là 8 phút. Còn bạn này thì cá hồi sốt cay ăn trong 4 phút. Và cái cơm này là chỉ không ăn cọc rau được thôi, còn nhiêu ăn hết là 4 phút nữa là 8 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Kỳ nhân phẩm và một bạn cực kỳ ngủ nhiều, ăn nhiều. Ok. Hiện tại thì mình có thể ăn thêm 100 dĩa cơm sushi nữa. Mà giờ đồ sống là mình bỏ vô là mình nuốt, bỏ vô là nuốt. Không có gì mà phải lo lắng hết. Cái giải này là mình sẽ thắng chắc nha. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Bạn này sao có gáy gì gáy luôn nữa đó. Cái này như mọi người cũng đã thấy, hôm nay mình rất là may mắn. Mình sẽ hạ gục Tú để giành lấy chiến thắng. Rồi. Ok, chúng ta cùng bình luận xem là ai sẽ là người chiến thắng các bạn. Một người cực kỳ nhân phẩm, một người ăn rất là khỏe, dùng hơi nhỏ con. Một là hai đó không nha. Một cá tứ đi. Cơm. Cái gì vậy? Lật lại các em. Cơm cuộn, xo đẹp. Bạn này. Cái này quay nó thôi.
còn nhận thẳng luôn. Là bây giờ là Tú bóc thêm một lần nữa, nếu như vào qua lượt thì tổng tính của dòng này không tính của đợt trước, hiểu không? Cả chức tại này double lên thôi, chứ phải là bốn lần hai lá. Rồi tiếp đúc tầng hai cái như vậy lẹ các bạn. Rồi Tú tới công chuyện rồi, trứng hắc nhé bạn, nhận thẳm. Rồi. Cá hồi đa quy. Hai người mỗi người hai phần thôi các bạn. Lên. Rồi, chúng ta có trứng hấp, trứng cá hồi, bổ phốt, cơm cuộn sò điệp. Cái này là hương vị xịn á, gì á? Bổ phốt. À, này ông Vinh nè, cái bịch pilau này nó dành cục. Em phải gói hả? Ai biết là tới công chuyện rồi hả? Cùng bạn bên đây thì cá trích ép trứng và cá hồi. Chúng ta không ăn hai cái cọng này. Đúng rồi, lấy ra luôn cho dễ, còn gì còn lại ăn. Hết, ok. Tám phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, hoàn thành. Rồi, bạn Phúc bóc trước. Chén vô combo nữa. Mình còn cái combo nữa. Còn nữa. Rồi, cơm chúng ta có cốt cuộn kali. Ủa. Nếu như hai món lớn thì mình sẽ không bóc double nha bạn. Nếu hai món nhỏ bóc double nha. Chỉ định với em. Rồi. Chỉ định một người uống nước. Rồi. Uống gì em? Quốc em chay nước suối Awafina 300ml. Rẻ thì sống thành hơi các bạn ơi. Và bạn này có một lần hai phần nên quyết định là dòng này không double các bạn. Double nó động là 3 phần luôn. Rồi đồ ăn đã ra. Và bạn Phúc có 8 cục cơm cuộn kali và một chai nước suối 500ml lận. What the hell. Và có một cái tích là bạn có thể không cần chế dầu đá, uống không nước luôn. Chứ uống chế dầu đá nó tan, uống nhiều hơn á. Vậy là bên này 4 phút, cộng với bên kia 2 phút là 6 phút. 3, 2, 1, action. Tú nó không ác thì chứ. Sao không tự uống nước em cho chỉ mọi người, chỉ cho anh Toàn chẳng hạn kìa, anh Toàn không bung kìa. Bảo, không có anh Toàn nữa. Uống gì được uống nước này, Tú không chỉ mình chán quá. Ừ, ngồi thác nước anh Toàn. Đúng rồi anh. Không chỉ anh nữa chứ, quên, thác nước chết luôn, nói nhiều. Từ đầu, từ 1 giờ trưa tới bây giờ là 9 giờ rưỡi, nó khang tiếng luôn các bạn. Nghe tiếng bên thang, alo. Alo. Nãy giờ anh em nhiều quánh hết nước nên em mới chịu nước cho anh uống. Làm sao có vô cho chỉ anh nha em, anh thang tiếng của em ơi. Làm sao nếu mà mình có vô á, mình sẽ chỉ cho anh em uống nữa. Mới có 2 phút 3 bây giờ tôi qua thôi và bạn Phúc đã sắp hoàn thành rồi nên chắc chuẩn bị bóc luôn nha bạn. Đó, tôi bóc cái luôn này để xào cái cây. Bóc em. Nửa lấy ông địa ra nữa. Nó dùng vô quan âm Bồ Tát cái gì đấy, ông địa ra là sao? Rồi thấy là chữ chà bá luôn rồi em ơi, thôi lấy ra lẹ luôn ấy. Thêm lượt, bóc liên tiếp hai lá thăm em. Em sao anh? Không sao. Lúc đầu là chọn lá đầu rồi tự nhiên qua lá thứ hai chi ai kêu không có dở ra kỳ tướng nha. Rồi dở ra kỳ tướng đúng rồi, tôi xem em có gì. Rồi cá hồi sốt chanh, cái này dễ ăn. Tiếp em to rồi. Em có tính tới chuyện gg em sushi tổng hợp 599k. Sushi tổng hợp hình như nhiều lắm đúng không? Sushi thì nó sẽ có cục cơm và để miếng cá lên thôi chứ không phải là cơm cuộn. Đâu cái nãy cái tổng hợp có tặng cái đúng đúng rồi đó. Nhưng mà nó có cục cơm bỏ miếng cá lên chứ không phải là cơm cuộn thì nhiều hơn.
Thôi chắc lúc đấy quốc rồi. Rồi. Phải gây cắn lo lỡ có thi bạn bên đây cũng chỉ định một người hiệp lược cứ qua em nữa thì nó mới hay chứ. Rồi thôi không đi nói này không hết có ekip à. Đây chúng ta có cơm cuộn lương, cơm cuộn lương chiên phô mai 99k, cơm cuộn này dễ ăn các bạn. Rồi sao tốt chơi thôi anh chơi hả. Rồi đồ ăn đã ra đủ rồi các bạn, tốn 4 phút nha để ăn món này, còn riêng cái combo này thì sẽ là 6 phút, hai cái cộng lại là 10 phút, còn bạn Phúc thì có cái món này là 4 phút. 3, 2, 1 action. Chơi mấy cái thử thách như vậy đó bạn, thử khách ăn uống. Còn mấy giây? 20 giây em. Để còn 1 giây cái em lè lưỡi kìa. Thôi được rồi, qua vòng. Ok, chúng ta đến cái vòng có thể gọi là cuối cùng bạn. Và còn đúng 2 lá luôn, hay ghê luôn á. Và vòng cà sơ cho em phút bóc. Rồi, phút bóc em ơi. Có 2 lá à? Đúng rồi, em bóc 1 lá. 50-50. Random 1 người qua lượt. Random 1 người qua lượt. 3, 2, 1, bấm xem ai sẽ được qua lượt. Ai được qua lượt đây. Vậy là Tú được qua lượt. Mà còn vậy có là reset lại. Là còn có lá hơn reset luôn các bạn. Rồi ok. Reset phòng phiếu nha các bạn. Và đảo vòng Tú bấm trước. Bấm em. Có lấy em địa kìa đó các bạn. Anh nghĩ là nên lấy em địa. Bấm cái giữa đi. Hay may mắn bất kỳ thêm cái combo gì đó tại vì xét thì dễ vô thấy, rồi anh thấy phô mai 99k rồi, cơm cuộn lương phô mai là cái món bạn này mới vừa ăn xong luôn á. Dạ. Rồi Phúc thử xem bạn này có Phúc không nha, có Phúc cùng hưởng may mắn may mắn may mắn tổng hợp sushi luôn Nhật. Wow. Sushi luôn Nhật 59k, hai phần đều là nhỏ nha bạn, không phần nào tên 150 hết, tên chơi thêm cái nữa. Rồi, bạn một phút trước. Qua lượt đi. Salad hải sản. Salad hải sản và phần lớn ở nhà chúng ta là 2 dòng thôi nha, không muốn nữa nha. Chỉ định ngon. Chỉ định, chỉ định, chỉ định. Rồi, ăn em ơi. Sushi cá hồi và trứng cá hồi thì khá là dễ ăn. Vậy là mỗi người đều có 2 phần ăn. Ok, món ra, Tú có món cá hồi sốt trứng cá hồi 4 phút. Cá hồi chiên 4 phút. Salad 6 phút. Lương 4 phút là 10 phút và bây giờ là 8 phút. 3, 2, 1. Bắt đầu, hiện tại là 10 giờ rưỡi rồi các bạn ơi. Chắc đây có thể là màn cuối cùng, ai mà vượt qua cái này sẽ chiến thắng. Tú nãy ăn, khá là nhiều nên có thể là tới cục chuyện. Ở đây hết chắc hết nhân phẩm rồi. Cơm cuộn kali. Kali phần nhỏ Tú. Hai tờ. Một tờ em với em. Em thấy màu đỏ là em thấy tới bên chị. Xa lắm, cá ngừ mayo 69k vẫn là phần nhỏ nên quyết định là chơi thêm cái nữa nha bạn. Giờ nếu như có qua lượt thì chỉ có qua cái lượt này, không có được qua cái lượt trước nha. Chỉ định một người qua lượt, chỉ áp dụng với người chưa bốc thăm. Vậy là bạn Phúc qua lượt, vậy là hai người vẫn người có món thôi, vậy bốc tiếp đi. Người bên trái qua lượt loại bỏ.
Người bên trái và bên phải qua lượt loại bỏ những món đang có, nhưng chỉ tính cái vòng này thôi, vòng trước là không có tính nè, tại mình chơi double nên lại tiếp tục ngửi quốc tờ tiếp đi. Chế định một người qua lượt, vậy là bạn Phúc qua lượt, vậy thôi bóc tiếp lá nữa đi. Ok vậy? Nhân phẩm quá. Sao nhân phẩm cuốn vô liên tục à? Rồi, cá hồi, nào đi. Rồi, tú cái nữa. Đúng rồi. Rồi, nãy giờ thời gian bạn cũng vô đó à, cái gì hết á. Chỉ cơm. Cơm cuộn sò điệp, đó chính là cái hương vị bạn Cát nói là xì nát oxy với em. Rồi, lên món. Rồi, tình hình là chưa kịp ra món nữa thì Tú đầu hàng đó. Tú, sao đó, Tú? Em chưa giờ ăn đồ sống biết anh à. Hình như giờ nó tới cái đường ruột ruột phân á anh. Nó tới nói chung là nó tới cục kết rồi đúng không? Đúng rồi, nó... rồi bây giờ là chịu hết nổi đúng không? Đúng rồi, giờ cái bụng nó cứ lình xình mà nó còn no nữa. Thật sự là anh nghĩ là cái phần này nó mới vừa cố gắng nó ăn vô là để nó qua vòng của bạn, nhưng ai ngờ vô hai cái món này cái ổng tới công chuyện luôn rồi. Từ rồi thôi vậy đi em. Có đi không? Đi chứ anh. Rồi đi đi. Ông Phúc này chiến thắng các bạn ơi. Vậy vẫn tính là chiến thắng, do đó Thụ đã không còn khả năng ăn nữa nên vẫn tính là chiến thắng nha. Trời ơi, nhân phẩm thì mình thấy đây 50 tờ 200k là 10 triệu. Ok, nói chung là tập hôm nay là ăn, mọi người ăn cũng khá là chiến luôn các bạn. Mình có phát biểu gì phát biểu với mọi người không? À, hôm nay mình cái này là cái bureau. Hôm nay mình đến đây là vui, nhưng mà không ngờ là mình may mắn đến như vậy. Thật may mắn mà nhận được, mình thắng được thì mình rất là vui. Cảm ơn xúc tích rồi, xúc tích nhớ các bạn, xúc tích luôn. Mình nghe là chỉ có may mắn và chiến thắng thôi nha các bạn. Rồi, quá may mắn hôm nay. Rồi ok, nói chung là bạn đang thấy cái series của mình, các bạn nhấn like mạnh tay. Nếu video đạt đủ 300k like thì sẽ có phần tiếp theo liền trong ngày mai. Còn nếu như không đạt 300k like thì mình cứ xây vòng thôi. Xin tồn, cắm trại, ẩm thực luôn các kiểu nha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn. Woo!